Kinh văn bảo mọi người rằng tới cũng có thể được đi, tán rằng trong này có hai ý: A, khuyên chủ chớ sợ; B, nói về lợi ích của việc nhập thành. Đó là đoạn từ nếu nhập thành này trở xuống, chẳng cần sợ đại thừa mà chẳng chịu tu. Hơn nữa nhập thành này thì làm gì tùy ý, tu gì tùy sức. Tạm dẹp lại ý nghĩa hiển lộ về chân thừa, bí mật đặt ra phương tiện quyền thừa. Lợi ích của việc nhập thành có hai: một, được niềm vui yên ổn và dẹp được những nỗi khổ; hai, hướng tới Phật vị, sau đó có thể dần dần tu được. Kinh văn: bấy giờ đám người cực kỳ mỏi mệt, tới tưởng là được yên ổn, tán rằng đây là dụ thứ tư, mọi người mỏi mệt đều nghỉ ngơi. Có hai đoạn: đoạn đầu thoạt tiên là ở địa vị hữu học, vừa lòng hoan hỷ, ý nói khen tâm hoan hỷ, khuyên tránh đường nguy hiểm. Đoạn sau: sau đó thành đạo vị vô học giải thoát, trước tiên là nhập hóa thành, chứng được hữu dư diệt, nảy sinh cảm tưởng đã được diệt độ, vì đã vượt được sinh tử, lìa được khổ tập, nhưng biến dịch sinh tử thực ra chưa lìa được. Nói nảy sinh cảm tưởng đã được diệt độ, nảy sinh cảm tưởng đã được yên ổn, vì được đạo vị vô học, vì chứng diệt đạo, nhưng chưa được đại niết bàn yên ổn thực sự. Cho nên nói là sinh ra cảm tưởng đã được yên ổn, thế rồi nảy sinh bốn trí, sự sinh ra, sự sinh của ta đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, chẳng thụ hậu hữu. Kinh Thắng Màn nói, vì A-la-hán chẳng thành tựu mọi vô lượng công đức, cho nên nói đắc niết bàn, đó là phương tiện của Phật. Lại nói bốn trí cứu cánh, được chỗ nghỉ ngơi cho lại sức, đó cũng là Phật đã dùng phương tiện mà thuyết về hữu dư niết bàn, bất liễu nghĩa. Cho nên hóa thành này là do Phật quyền nghi mà bày đặt ra, chính thức khởi sinh không trí, chứng được sinh không lý, sau đó hoặc chẳng sinh, thế gọi là nhập thành. Giữa lúc bấy giờ không có hai tưởng này, dí độ tưởng và an ổn tưởng, sau nhập thế tục định. Nhìn lại đạo vị trước mới sinh ra hai tưởng này, vì nhị thừa chứng niết bàn giả diệt, cho nên nói trước khi nhập ở hóa thành, vốn không có nhị sa, tức nhị thừa, chủng trí. Nhị tử chỉ người tu theo nhị thừa xuất trạch ra khỏi hỏa trạch rồi chẳng lên xe. Xe thừa là ý chẳng bắt buộc, ra khỏi nhà lửa rồi tìm đến thành. Thành được bày đặt ra ở trên đường, cho nên nói là đi thẳng vào tiền nhập. Những thắc mắc này đều giải đáp như trước kia. Kinh văn: bấy giờ đạo sư tới là dừng lại nghỉ mà thôi. Tán rằng dưới là đoạn thứ hai là dụ chỉ rõ. Này thuyết về thực thừa có hai mục: một, đầu tiên nêu lên việc diệt hóa; hai, sau đó chính thức bảo rõ chân thừa. Diệt hóa có nghĩa là dẫn tới đại thừa, thuyết rõ niết bàn nhị thừa là giả trạch diệt, cho nên gọi là diệt hóa, chẳng phải là thường dùng thần lực để diệt hóa thành đó. Trong kinh nói bảo rằng hãy đi tới thành lớn là do ta biến hóa ra, ý nói câu đó tức là diệt hóa thành. Đến chỗ báu gần đây, Khứ Lai bảo xứ tại cận, đó là mách bảo về chân thừa, tuy vẫn là hạng vô học tu hành đại thừa một cách quanh co, chậm hơn hạng đốn ngộ, nhưng so với hạng hữu học hồi tâm thì lại cực kỳ nhanh chóng, cho nên nói là gần tại cận. Kinh văn: các tỳ kheo tới nên đi nên độ, tán rằng dưới là phần hợp thuyết có hai mục: mục đầu hợp thuyết về xưa là quyền, mục sau từ nếu các chúng sinh trụ ở nhị địa trở xuống, đó mới là hợp thuyết về nay là thực. Mục đầu có ba ý: một, hợp thuyết về thoạt đầu dẫn ra khỏi chỗ nguy hiểm; hai, hợp thuyết về nửa đường mới thoái lui, đó là đoạn từ nếu chúng sinh chỉ nghe trở xuống; ba, hợp thuyết về việc Phật vì họ mà thuyết về hóa thành, đó là đoạn từ Phật biết tâm lý ấy trở xuống. Chẳng hợp thuyết về dụ thứ tư, chúng mệt đều nghỉ, muốn thuyết minh về hai đạo quyền thực, chẳng muốn chính thức thuyết minh về sự nghỉ ngơi cho đỡ khổ. Đây là ý đầu, đi khứ hướng tới niết bàn, độ vượt khỏi vòng sinh tử. Kinh văn: nếu chúng sinh tới mới có thể đặng thành. Tán rằng đây là hợp thuyết về nửa đường mới thoái lui,
Nếu chỉ khen ngợi Phật thừa thì chúng sinh không thể nhờ đó mà được độ, vì phải lâu ngày chịu cần cù bèn thoái thất. Phật đạo dài ra, thời gian mệt mỏi kéo dài, vì phải lâu ngày chịu cần cù, cho nên sợ tu hành đại thừa. Kinh văn: Phật biết tâm lý ấy tới nói hai thứ Niết Bàn, tán rằng đây là hợp thuyết việc Phật vì họ mà thuyết về hóa thành. Phật biết tâm lý khiếp nhược trước đại thừa, hạ liệt thích tiểu thừa ấy, cho nên ở giữa đường nói hai thứ Niết Bàn. Hai thứ trí sở chứng của hai thứ căn cơ tu học gọi là hai thứ Niết Bàn. Hai thứ Niết Bàn này đều chỉ là hữu dư, chẳng phải nói hai thứ là hữu dư và vô dư. Như trên đã nói, một thành vì lấy giả đối với chân, hóa là một vì lấy lý đối sự. Về lý chẳng khác, cho nên nay đối với căn cơ tu nhân chứng trí gọi là hai thứ Niết Bàn, cũng chẳng trái nhau. Kinh văn: Nếu chúng sinh trụ ở nhị địa, tới phân biệt nói thành ba, tán rằng đây là hợp thuyết về này là thực, có hai phần. Phần đầu pháp thuyết diệt hóa, nói chân. Phần sau hợp thuyết diệt hóa, nói chân. Đây là phần đầu có hai ý, đầu thuyết kia chẳng phải chân, sau thuyết ý nhị thừa. Chỗ tu của các ông chưa xong. Kinh Thắng Ma nói, A-la-hán bích chi Phật vì còn sinh phát tàn dư chưa diệt tận, nên còn có sự sinh. Vì còn phạm hạnh dư tàn chưa thành tựu nên không thuần nhất. Vì phận sự không cứu cánh nên còn có những điều cần làm. Vì chưa vượt qua cái kia biến dịch sinh tử nên còn có những cái phải đoạn trừ. Vì không đoạn trừ nên cách Niết Bàn giới còn xa. Chỗ tu chưa xong, tức là còn những điều cần tu ở đạo Thánh Đế. Vì còn có trí pháp không thuộc về đạo Đế là điều cần tu, nên cái này là bao gồm các cái khác, những điều cần phải tu học. Chỗ địa vị mà các ông trụ, như sở trụ địa, phạm hạnh của các ông đã lập, tức là trí thuộc về diệt đế, chứng địa vị hữu dư Niết Bàn. Gần với Phật tuệ, nghĩa là chỗ chứng đắc chưa phải chân. Vì còn có phạm hạnh tàn dư chưa thành tựu, cho nên chẳng thuần nhất, nghĩa là sở tri chứng chưa diệt. Vì chưa đắc vô trụ Niết Bàn, cho nên cần phải quan sát chủ lược, hai trí nhận thức về khổ đế và tập đế, cũng lại chẳng phải chân. Cái Niết Bàn mà các ông đắc đó chưa phải là chân thực. Huống chi ban đầu thuyết nhị thừa, ý nói chỉ là sức phương tiện của Như Lai. Kinh văn: Như đạo sư kia tới ta hóa tác thôi, tán rằng đây là hợp thuyết diệt hóa, nói chân. Kinh văn: Bấy giờ Thế Tôn tới mưa thêm thứ tươi đẹp, tán rằng dưới là 49 tụng rưỡi chia làm hai phần. Phần đầu gồm 30 tụng rưỡi, tụng về việc trước đây. Đầu tiên đã nói về sự tích Đại Thông Chí Thắng Như Lai, nói về nhân xưa, khiến nhớ lại việc thoái lui khỏi Đại Thừa để theo Tiểu Thừa. Phần sau gồm 19 tụng, tụng về sự lấy thí dụ hóa thành để nêu rõ quả nay, khiến bỏ quyền thừa mà lấy thực thừa. Phần đầu lại chia làm hai phần. Phần 1 gồm 28 tụng rưỡi, tụng về nhân duyên xưa. Phần 2 gồm 2 tụng, kết luận khuyên chớ nên sợ hãi. Phần 1 lại chia làm hai phần. A. Phần đầu gồm 27 tụng rưỡi, tụng hội tử thân sự. B. Phần sau gồm 1 tụng, tụng hội đệ tử sự. Phần đầu trường hàng có 2. Mục đầu thuyết về Phật diệt cách đây bao lâu. Mục sau chính thức thuyết minh về sự tích Phật ấy. Nay ở đây chỉ tụng về mục sau vì mục đầu đã tụng rồi. Về sự tích Phật ấy, trường hàng có 4 phần. Nay đây cũng thế, cũng chia làm 4 đoạn. Một đoạn đầu gồm 4 tụng nói rõ Phật thọ thành đạo. 2. Đoạn 2 gồm 13 tụng nói về việc Phật chính thức truyền Pháp Luân. 3. Đoạn 3 gồm 9 tụng rưỡi, con nối truyền đăng. 4. Đoạn 4 có 1 tụng, hội thành Phật ngày nay. Đoạn đầu có 2 phần, 3 tụng đầu tụng về Pháp chẳng hiện tiền, 1 tụng sau thuyết minh việc Phật thành đạo, chẳng tụng về Phật thọ bao lâu. Phần đầu này lại chia làm 2, 1 tụng đầu Pháp chẳng hiện tiền, 2 tụng sau cúng giảng hoa nhạc. Đây tức là văn hai mục này, chẳng tụng về việc bày tòa, trường hàng chỉ có Phạm Thiên Mưa Hoa, đây thêm bát bộ. Kinh văn: 16 con Phật đó tới chấn động khắp hết thảy, tán giảng dưới là đoạn 2 gồm 13 tụng, tụng về việc chuyển chính Pháp Luân có 2 phần. 8 tụng đầu,
là phần thỉnh, năm tụng sau là phần chính truyền. Trong phần thỉnh lại có hai. Ba tụng đầu, 16 con thỉnh không có cúng dường, năm tụng sau các phạm vương thỉnh, đây là phần đầu. Kinh văn, các thế giới phương Đông tới được thỉnh ngồi im lặng, tán rằng dưới là năm tụng, tụng về việc phạm vương thỉnh. Ba tụng đầu phương Đông, hai tụng sau phương khác, đây là phần đầu. Văn cũng có bốn, cứ theo như trước có thể biết được. Kinh văn, ba phương cùng bốn góc tới truyền pháp luân vô thượng, tán rằng đây là các phương khác thỉnh. Kinh văn, Thế Tôn vô lượng tuệ tới các ngươi cần phải biết, tán rằng dưới là năm tụng, tụng về chính truyền có hai phần. Hai tụng đầu Phật ưng thuận thuyết pháp cho, ba tụng sau chúng sinh được lợi ích, đây là phần đầu. Vô minh tới lão tử, đều từ sinh duyên hữu, đây là giải thích nghĩa vô minh duyên vào hành, hành duyên vào thức, cho đến sinh duyên lão tử trong văn trường hạng. Sinh nói ở đây chẳng phải là chi sinh trong 12 nhân duyên, mà đó là chữ sinh trong tử năng sinh. Chữ hữu ở đây chẳng phải là chi hữu, mà là hữu của hữu vô, có và không. Ý nói chi hành từ duyên năng sinh của chi vô minh, cho nên mới có. Thể của tri thức từ duyên năng sinh của chi hành trước nó, cho nên mới có. Cho đến lão tử cũng từ duyên năng sinh của chi sinh trước nó, cho nên mới có. Chẳng phải là sự sinh khởi từ vô nhân, bất bình đẳng nhân, mà đều là từ duyên sinh. Tức là nói rõ vô minh từ cái duyên năng sinh của lão tử mà có. Cứ như vậy luân chuyển vô cùng vô tận, cho nên gọi là duyên khởi. Kinh văn, lục tuyên thuyết pháp này tới chẳng thể được bà ấy, tán rằng đây là nói về chúng sinh được lợi ích. A. Tụng đầu hội thứ nhất, B. Tụng sau hội thứ hai, C. Tụng cuối hội thứ ba, hội thứ tư. Chữ đọc là cai, là số từ. Theo phong tục thông thì 10.000 là vạn, 10 vạn là ức, 10 ức là triệu, 10 triệu là kinh, 10 kinh là cai, tức 100 triệu. Cai còn chỉ số lớn, tức như trong văn trường hàng ở đằng trước có nói đến số 600 vạn ức Najotha. Najotha tức là cai vậy. Kinh văn, thời 16 vương tử tới tuệ nhãn thanh tịnh nhất, tán rằng dưới là đoạn thứ 3 nói về con nối tiếp việc truyền đăng. Trường hàng có 5 phần, trong đây chỉ có 4 phần, 2 tụng đầu xuất gia khải thỉnh, 2 tụng rưỡi sau Phật hứa chính thức thuyết pháp, 4 tụng sau nữa các con truyền đăng, 1 tụng cuối người được giáo hóa thường xuyên được lợi ích. Đây là phần đầu, chỉ thiếu mục thứ 4 nói về Phật đứng dậy khen ngợi, doanh vệ dược tòng, tức là chỉ các bề tôi phỏ tá. Kinh văn, Phật biết tâm trẻ nhỏ tới như hằng hà xa kệ, tán rằng đây là phần thứ hai Phật hứa chính thuyết. Kinh văn, Phật đó thuyết kinh rồi tới hằng hà xa số chúng, tán rằng đây là phần thứ ba các con truyền đăng, có ba phần nhỏ, một tụng đầu Phật nhập tịch định, hai tụng sau các con truyền đăng, một tụng cuối nói về số chúng sinh được độ nhiều ít là bao nhiêu. Kinh văn, sau khi Phật đó diệt độ tới thường cùng sinh với thầy, tán rằng đây là phần thứ tư người được giáo hóa thường được ích lợi. Kinh văn, 16 sa di đó tới đều được thành chính giác, tán rằng đây là một tụng hội thành Phật này. Bốn đoạn trên đây gồm 27 tụng rưỡi, gộp lại thành hội thứ nhất sự tích bản thân Phật. Kinh văn, bấy giờ người nghe pháp tới dần giáo hóa đạo Phật, tán rằng đây là một tụng hội sự tích đệ tử, gộp với các tụng trên gồm 28 tụng rưỡi, tụng về nhân duyên xưa, lùi khỏi đại thừa đi theo tiểu thừa. Kinh văn, ta trong số 16 tới cẩn thận đừng sợ hãi, tán rằng đây là hai tụng kết luận việc thuyết nay, khuyên chớ sợ hãi. Trên gồm 30 tụng rưỡi nói về nhân duyên xưa, khiến nhớ lại việc thoái lui khỏi đại thừa mà theo tiểu thừa, đó là thuyết minh về sự tích Phật đại thông. Kinh văn, ví như đường hiểm ác tới ở chỗ hiểm cứu nạn, tán rằng dưới là đoạn lớn thứ hai có 19 tụng nói rõ quả này để khiến họ biết bỏ quyền mà lấy thực, đó là sự hóa thành dụ chia làm hai phần, 11 tụng rưỡi tụng dụ thuyết, 7 tụng rưỡi tụng hợp thuyết,
chẳng tụng pháp thuyết, phần đầu lại chia làm hai phần nhỏ, chín tụng, tụng về dụ, xưa thuyết quyền thừa, hai tụng rưỡi, tụng về dụ, nay thuyết thực thừa. Văn phần nhỏ đầu lại có bốn mục, ba tụng đầu, dụ về thoạt đầu dẫn họ lìa chỗ hiểm, một tụng sau, dụ về nửa đường mới lui, bốn tụng sau nữa, dụ về vì họ mà đặt ra hóa thành, một tụng cuối, dụ về mọi người mệt đều nghỉ. Mục đầu này lại chia làm ba, một tụng nói về đường hiểm lắm nạn, một tụng muốn vượt qua nhưng đường xa, một tụng đạo sư cứu nạn. Có nhiều thú dữ chỉ phiền não ác nghiệp quả, không có nước chỉ không có Phật pháp giáo, không có cỏ chỉ không có Phật lý nghĩa. Phật là bậc đại đạo sư ở tại đường hiểm sinh tử để cứu giúp mọi người bị hoạn nạn. Kinh văn, mọi người đều mệt mỏi tới ở đây muốn lùi về, tán rằng đây là mục hai, dụ về nửa đường mới lùi. Kinh văn, đạo sư nghĩ như vậy tới mà mất châu báu lớn, tán rằng đây là mục thứ ba có bốn tụng là dụ về vì họ mà đặt ra hóa thành, chia làm ba, một tụng đầu khởi niệm, hai tụng sau hóa tác, một tụng cuối khuyến nhập, khuyên vào hóa thành, đây là mục đầu. Kinh văn, lát sau nghĩ phương tiện tới nam nữ đều đầy dẫy, tán rằng đây là mục hóa tác, hóa làm tòa thành, thành quách chỉ hữu dư niết bàn, thành tức là quách, trong đó chúng sinh lấy tất cánh không làm nhà cửa. Kinh vô cấu sường nói, nhà là thắng nghĩa không, trang nghiêm hoa giáp phẩm, vườn tược là tổng trì, đại pháp là cây cối, chín định là sông ngòi, tám giải là ao tắm, tam giải thoát môn là trùng môn. Trùng môn tức là lầu gác cao, vì cao hơn ngoại đạo vượt hẳn sinh tử, vì nhập không xá, trần thực đế pháp là nam, đó là sinh không chân trí, vì từ bi tâm là nữ, vỗ về nuôi dưỡng chúng sinh. Căn cứ vào kinh vô cấu xưng để mà giải thích nghĩa này. Kinh văn, hóa ra thành đó rồi, tới ai nấy tùy ý thích, tán rằng đây là mục thứ ba khuyến nhập, khuyên vào hóa thành. Kinh văn, mọi người đã vào thành, tới tự cho đã được độ, tán rằng đây là mục thứ tư, dụ về mọi người mệt đều nghỉ ngơi. Kinh văn, đạo sư biết nghỉ xong, tới sẽ cùng tới chỗ báu, tán rằng đây là đoạn thứ hai tụng về dụ, nay thuyết thực thừa. Đầu tiên là một tụng, nêu rõ phải diệt hóa thành. Sau đó là một tụng rưỡi, chính thức bảo cho biết chân thừa. Kinh văn, ta cũng lại như vậy, tới việc làm đều đã xong. Tán rằng, dưới là đoạn lớn thứ hai, có bảy tụng rưỡi là hợp thuyết, trong chia làm hai phần. Hai tụng rưỡi đầu tụng về hợp thuyết, xưa thuyết quyền thừa. Năm tụng sau tụng về hợp thuyết, nay thuyết thực thừa. Đây là phần đầu có ba ý. Nửa tụng đầu, thoạt tiên dẫn họ lìa chỗ nguy hiểm. Một tụng sau, nửa chừng mới lùi. Một tụng cuối vì họ mà đặt ra hóa thành. Kinh văn, đã biết tới niết bàn, tới thuyết cho pháp chân thực. Tán rằng dưới có năm tụng, tụng về hợp thuyết, nay thuyết thực thừa, có ba phần. Một tụng đầu nêu lên việc nay thuyết thực thừa, ba tụng sau khuyên bỏ quyền lấy thực, một tụng cuối kết luận, đây là phần đầu. Kinh văn, chư Phật phương tiện lực tới mới là chân thực diệt. Tán rằng đây là khuyên bỏ quyền để theo thực, một tụng đầu khuyên bỏ quyền, một tụng rưỡi sau khuyên lấy thực. Kinh văn, chư Phật là đạo sư tới dẫn vào nơi Phật tuệ. Tán rằng đây là kết luận về phần trên. Phẩm 500 đệ tử thụ ký. Ba môn phân biệt: 1. Nói rõ dụng ý. 2. Giải thích tên phẩm. 3. Giải đáp thắc mắc. 1. Nói rõ dụng ý có 4 ý. 1. Hạng thượng căn một lần nghe pháp là được thụ ký. Hạng trung căn hai lần nghe pháp là được thụ ký. Hạng hạ căn sau 3 lần nghe pháp đã có thể giải ngộ được rồi, bởi vì thụ ký cho, chính vì thế mà có phẩm này. 2. Luận nói rằng để trừ cho hạng thứ 5 là hạng người vô định, trong 7 loại chúng sinh có đủ phiền não tính, 7 loại tăng thượng mạng, hạng thứ 5 này vì tâm kém cỏi, sinh hư vọng dài khởi tăng thượng mạng. Phật đã thuyết thí dụ về bộc châu báu cho hạng này, có nghĩa là hạng này tâm tán loạn, thực sự không định. Thời quá khứ tuy có thiện căn đại thừa mà chẳng tự thấy biết, hạng đó chẳng cầu đại thừa ở tâm thấp kém, sinh hư vọng dài.
cho đó là đệ nhất thừa, để đối trị loại đó nên thuyết về dụ buộc châu báu. Cho nên luận lại nói, đối với hạng thứ năm này thì chỉ rõ cho họ thiện căn thời quá khứ của họ, khiến họ nhớ lại, dạy họ nhập tam muội, đó là các hạng hữu học và phàm phu, chấp trước cho nhị thừa là cứu cánh, chẳng biết thiện căn đại thừa thời quá khứ. Nay khiến họ nhập định nhớ lại thiện căn đại thừa thời đó, ví như bí mật buộc châu báu vào người say rượu nằm cành. Vì thế cho nên có phẩm này. 3. Trong 10 điều vô thượng, điều thứ 4 là khiến lĩnh giải vô thượng, cho nên thuyết dụ buộc châu báu, có nghĩa là thuyết về duyên xưa, khiến sinh giác giải, biết có thứ diệu bảo là thiện căn đại thừa, bởi vậy nên có phẩm này. Đây là nghĩa tàn vậy. 4. Luận giải thụ ký có 6 chỗ thị hiện. 1. Biệt ký, thụ ký riêng biệt, như trường hợp Xá Lợi Phất và 4 vị đại thanh văn. 2. Đồng ký, thụ ký đồng loạt, như trường hợp 500 đệ tử là Phú Lâu Na v.v. cùng 1.200 người khác có cùng chung một danh hiệu. Đó là điều mà mọi người chẳng biết, những người nói trên đồng thời được thụ ký. Vì thế cho nên có phẩm này. Song Mãn Từ tên gọi là Pháp Minh, những người khác tên gọi là Phổ Minh. Minh nghĩa giống nhau nên nhiều, cùng tên như nhau nên gọi là đồng ký. 2. Giải thích tên phẩm. Chữ đọc là thụ, sách Ngọc Thiên giải thích chữ này có nghĩa như các chữ dung, nạp, lĩnh, đắc. 500 chỉ số, đệ tử chỉ người, thụ ký chỉ sự. Từ ba thứ trên mà được tên 500 đệ tử thụ nạp Phật ký. Thụ nạp Phật ký, đó gọi là thụ ký, đó là y chủ thích, căn cứ vào điều chủ yếu mà giải thích. 3. Giải đáp thắc mắc. Hỏi 1. Trong 10 thứ vô thượng, trong thất dụ đều nói tới việc buộc châu báu, sao chẳng lấy đó là tên gọi của phẩm mà lại gọi tên phẩm là thụ ký? Đáp: căn thục phát tâm thì ký biệt cho rồi sau mới thuyết dụ buộc châu báu, đặt tên gọi theo việc ban đầu cho nên gọi tên phẩm là thụ ký. Hỏi 2. Hạng thượng căn vân vân trước khi thụ ký đều lĩnh ngộ rồi, vì sao mà 500 đệ tử lại lĩnh ngộ sau khi thụ ký? Ý nói việc buộc châu báu chính là sự lĩnh ngộ của 500 đệ tử. Đáp: các hạng thượng căn, trung căn chẳng đợi thụ ký, nghe thuyết đã lĩnh giải rồi. Còn hạng hạ căn thì bản tính vốn đã chỉ độn, nhân ký rồi mới sinh hỷ ý. Hỷ ý đã phát mới tỏ rõ sự lĩnh ngộ. Cho nên sự lĩnh giải của hạng này chẳng giống hai hạng trên. Thêm nữa, hạ căn mãn tử đã lĩnh ngộ từ trước rồi, còn 500 đệ tử hạ căn thụ ký sau mới nói rõ thêm bản ý. Vì sự lĩnh ngộ là sâu nặng, chẳng phải đến lúc đó mới lĩnh ngộ, mà là trước đó đã lĩnh ngộ rồi. Hỏi 3. Trong phẩm này mãn tử với 1.200 người cùng đều được thụ ký, cớ sao chỉ lấy việc thụ ký của 500 đệ tử làm tên gọi phẩm này? Đáp: có 4 cách giải thích. 1. 500 đệ tử tại hội hiện tiền được thụ ký, 1.200 người kia chẳng tại hội chẳng hiện tiền. 2. 500 đệ tử được Phật đích thân thụ ký cho, còn 1.200 người kia thì Phật khiến truyền thụ ký cho ở trong kệ. 3. 500 người đó được Phật thụ ký riêng, có nghĩa là lần lượt thụ ký cho và nói riêng tướng mạo của họ. Còn 1.200 người kia thì Phật chỉ thụ ký chung, chẳng nói rõ riêng về tướng mạo. 4. 500 người ấy năng sinh lĩnh giải, thuyết dụ buộc châu báu. 1.200 người kia không có lĩnh giải riêng, một mình mãn tử là số ít, cho nên chỉ lấy 500 đệ tử làm tên gọi của phẩm vì là toàn số, chẳng lấy 1.200 làm tên gọi của phẩm vì số chẳng toàn. Kinh văn: bấy giờ Phú Lâu Na tới Lực Thần Thông tán rằng đây là đoạn văn lớn trong phẩm chia làm 3 phần. Vòng thuyết pháp thứ 3 có 4, trên kia là phải thuyết, cho nên dưới còn 3. Đầu tiên là mãn từ tâm niệm lĩnh giải, thứ đến đoạn từ bấy giờ Phật bảo trở xuống là Thế Tôn phát ngôn ấn thuật. Cuối cùng là đoạn từ các tỷ kheo như Phú Lâu Na v.v. cùng ở chỗ bảy Phật trở xuống, Phật chính thức thụ ký cho. Một người là đầu, những người khác về lý cũng giống như thế, chỉ nhắc một góc mà động cả ba góc khác vậy.
Văn đoạn đầu này có hai phần, phần đầu thuyết minh về sự lĩnh giải thành kính, phần sau thuyết minh về sự tâm niệm lĩnh ngộ. Phần đầu lại chia làm hai, đầu tiên thuyết minh về sự lĩnh giải được, sau đó thuyết minh về sự thành kính, đây là phần đầu. Những điều lĩnh giải được có bốn. Một, lĩnh thuyết pháp gần thì lĩnh giải được hóa thành bảo sở, xa thì lĩnh giải được cái lẽ trước quyền sau thực trong phẩm phương tiện. Hai, lĩnh thụ ký gần thì lĩnh giải được câu các đệ tử ta uy đức đầy đủ, số ấy là 500, đều đáng thụ ký, ở thời vị lai đều được làm Phật trong cuối phẩm thụ ký. Xa thì lĩnh giải được việc từ thu tử trở xuống được thụ ký, lĩnh giải được nhân duyên đời trước, gần thì lĩnh giải được sự tích gần của 16 vương tử, xa thì lĩnh giải được ý câu nói của thu tử trong phẩm phương tiện, đời đời đã từng theo Phật thụ hóa, và câu Phật nói trong phẩm thí dụ rằng, ta sẽ giáo hóa cho ngươi chí nguyện Phật đạo. 4. Lĩnh thần thông. Cần thì lĩnh giải được các sự như việc đặt ra hóa thành trong phẩm thí dụ trước đây, đó là thần cảnh trí tác chứng thông, có khả năng biến hóa mà bày đặt ra ở giữa đường, hoặc như việc Phật đại thông, mười kiếp ngồi ở đạo tràng chấn động mười phương, phóng quang xa khắp mười phương, phạm phương nhìn thấy ánh hào quang đó, đều đến tập họp, vân vân. Xa thì lĩnh giải được việc Phật Thích Ca thời kỳ đầu triệu tập đã khiến đất động mưa hoa phóng quang chiếu xa, cho đến việc Phật nói trong phẩm phương tiện rằng, lúc ta nảy ra ý nghĩ đó thì phạm âm húy dụ ta rằng, lành thay Thích Ca văn, vân vân, đó đều là thần thông của chư Phật. Kinh văn: điều pháp chưa từng có tới mắt chẳng tạm rời, tán rằng đây là thuyết minh về sự thành kính, có 8 điều. 1. Điều pháp hy hữu hiếm có. 2. Tâm tịnh. 3. Phấn khởi dũng dược. 4. Từ chỗ ngồi đứng dậy. 5. Tới trước Phật. 6. Lễ chân. 7. Lùi ra đứng yên. 8. Chiêm ngưỡng Phật. Kinh văn: mà nghĩ như thế này, tới bản nguyện trong thâm tâm của chúng con. 8. Rằng đây là thuyết minh về tâm niệm lĩnh giải. Đầu tiên là tán thán đức cao cả của Phật, sau đó nói rõ bản thân, nhất tâm lĩnh giải. Tình lĩnh giải chỉ sự hiểu biết và ham muốn cầu đạt, sự đã chẳng biết là một thể năng cũng sâu và rộng, không thể dùng lời nói mà nói hết được, ngôn bất năng tuyên, có nghĩa là Phật biết lòng ta cần gì phải kể lể tường tận. Kinh văn: bấy giờ Phật bảo tới Di Đà La Ni tử không? Tán rằng dưới là đoạn lớn thứ ba của lượt thứ ba. Thế Tôn phát ngôn ấn thuật có 3 phần. Đầu tiên là Phật hỏi mọi người có thấy hay không. Thứ đến, đoạn từ ta thường khen họ trở xuống, Phật tán thán công đức ngày nay của họ. Cuối cùng là đoạn từ các người chớ cho rằng trở xuống, Phật nói về công đức ngày xưa của họ. Đây là phần đầu. Chữ kiến ở đây có nghĩa như chữ thức, chẳng phải là mắt mọi người chẳng thấy, mà chỉ là ý chẳng nhận thức được đức hạnh thế nào. Thêm nữa, chữ kiến còn có nghĩa như khán, nhìn thấy. Hiện tiền đứng trụ các ngươi có nhìn thấy không? Thêm nữa, tùy mọi người nhìn thấy nhưng chưa hẳn đã để tâm, nay muốn nói về đức hạnh của họ, nên hỏi mọi người có thấy hay không? Muốn khiến chúng sinh nhìn kỹ, ngắm nghía, quan sát kỹ lưỡng, nên hỏi là có thấy hay không? Kinh văn: ta thường khen ông tới các loại công đức. Tán rằng dưới là khen công đức ngày nay, có 2 mục: đầu tiên khen ngợi, sau đó khen đức. Đầu tiên khen người, sau đó khen đức. Khen đức có 2, đầu tiên là chung, sau đó là riêng. Đây là khen người và khen chung về đức. Kinh văn: tinh cận hộ trì tới biện bác về ngôn luận. Tán rằng đây là khen riêng về đức, có 5 điều. 1. Giúp tuyên chính pháp. 2. Biết chỉ cho bốn chúng về lợi ích của giáo pháp. 3. Biết giải thích Phật pháp. 4. Làm lợi ích cho người cùng tu hành. 5. Ngôn ngữ biện luận tài giỏi. Chữ nhiều có nghĩa là nhiều, phong là hậu hỷ, lợi ích dư thừa. Kinh văn: các ngươi chớ cho rằng tới cũng là tối đệ nhất.
tám rằng: dưới là bàn về đức xưa có 10 đức, trong đây có 2 đức, một hỗ trợ tuyên pháp, làm hộ pháp thành trụ trì chính pháp, nhiếp thụ chính pháp; 2 thành thắng nhân. Kinh văn lại ở chỗ chư Phật tới không có nghi hoặc, tán rằng: đây có 4 đức, lĩnh giải được lý nhị không, vì từ không mà quán hữu, chứng được tứ biện, vì trụ ở thiện tuệ địa. 3 thường xét tỏ những lời tuyên thuyết, vì thuận với điều chứng được, lìa hẳn sở thuyên. 4 không còn nghi hoặc, vì hai thứ nghi ngờ về lý và về sự đều đã hết. Kinh văn đầy đủ sức thần thông của Bồ Tát tới trăm ngàn chúng sinh, tán rằng: đây có 3 đức đủ thần thông, vì là đại sự nghiệp trong pháp vân địa. 2 tu phạm hạnh, vì thường giữ tam tụ giới của Bồ Tát. 3 ngấm ngầm làm lợi ích lớn, vì dùng pháp tiểu thừa mà làm lợi ích cho chúng sinh. Kinh văn lại hóa vô lượng tới giáo hóa chúng sinh, tán rằng: trong này có 1 đức, nhiếp luận nói rằng quá, cho nên thuyết nhất thừa, tức là việc Phật Bồ Tát hóa làm thanh văn, tiếp dẫn đồng loại, khiến họ phát tâm đại thừa. Cũng tức như Kinh Lăng Già nói rằng: trải qua nhiều kiếp ham rượu tam muội, sau khi say rồi, từ đó trở dậy mới phát đại tâm các thanh văn khác rằng: ta vô lượng trăm lần quay trở lại, tưởng ở thanh văn vô dư ý niết bàn mà bác niết bàn, vì đó chẳng phải là diệt thật sự, ta bèn từ đó mà trở dậy. Cho nên ngày nay lại phát tâm đại thừa, các người ngày nay vì sao mà vẫn trụ ở tiểu thừa? Các nghĩa như vậy giống như trường nhất thừa ở trên đã nói, đức này có 2. 1. Hành lợi tha, hóa tha, khiến họ đứng vững nơi vô thượng Bồ Đề. 2. Chính do lợi tha mà thành hạnh tự lợi, thường xuyên làm Phật sự để tịnh cõi Phật,